Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ vẽ cho các bạn về một cái lọ nha, cái bình cái lọ cũng trong bài tập mà về liên quan đến CNC vay nha. Mình không có giỏi tiếng Anh cho lắm, cách vẽ cũng tương tự như vậy nha các bạn ha. Tiến hành mình sketch 2D. Nếu các bạn thấy kênh YouTube của mình hay và bổ ích, các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nữa nhé các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau khi vẽ xong mình tiến hành dùng lệnh revolve nha các bạn ơi. Rồi ok, mình revolve nó lại. Ok, ra được cái dạng thế này rồi mình bắt đầu mình tiến hành mình sẽ vẽ 2D tiếp nha các bạn ơi. Rồi đó. Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng phát triển kênh YouTube của mình lên. Các bạn có thể thấy là kênh mình làm cũng lâu rồi mà mình xem nó cũng khá là ít đó, nên mình sẽ cố gắng mình sẽ ra bài tập nhiều hơn một tí nữa. Thì thời gian mình không có nhiều cho lắm, nhưng mà cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ giúp mình. Nếu thấy hay thì nhớ chia sẻ giúp mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Ok, mình tiến hành mình sẽ đi chút nhập số liệu vô chút cho nó là ok. Mình cũng mirror ra, cách làm nó cũng cùng một thứ à, nhưng mà cái hình nó sẽ khác nhau, cái biên dạng cái thân nó sẽ khác nhau các bạn ha. Rồi ok. Sau khi mình đã mirror xong mình tiến hành dùng lệnh trim ha, cái phần mà trim mà nhờ chọn nhiều đối tượng một lúc các bạn ha. Cái này mình cũng vừa mới biết thôi các bạn ơi, chứ mình toàn trim từng đối tượng một, là chỉ mới biết cái lệnh trim này dùng cho nhiều đối tượng các bạn ha. Rồi ok, các bạn chọn này, các bạn chọn cái này nha, bớt đi. Rồi đó, mình mở lại cái phần kia nha các bạn, tiến hành vào lệnh tạo trục xoay nha, để mình tiến hành mình 3 tầng đó, trục xoay thành 3 tầng cho nó nha các bạn. Ok, 3 tầng nên ra 5 cái mà để mình chỉnh lại cho nó nha. Rồi ok, chỉnh sửa lại nè. Rồi đó, mình bớt đi để nó nhiều quá, một các bạn nó hơi trục trặc một tí, sửa lại một tí nha.
chúng ta vào lên rule surface ha, đó tạo một cái đường vuông góc là cái mặt phẳng ha, rồi ok, đó là cái bề mặt của nó, rồi ok làm tương phần bên này nha các bạn. Bước tiếp theo là phần quan trọng nhất là dùng lệnh lock nha. Lock mình chọn chế độ mà nó xóa bớt đi. Chúng ta lock mà gọi là chế độ tăng gần ha, nó sẽ tiếp tuyến, nó sẽ cho cái phần bề mặt nó hơi cong các bạn. Ok. Nhập số nó nhỏ nhỏ 0.5 các bạn ha, cho nó hơi cong cong thôi. Nhập số 1 nó cong quá, nhìn nó xù xì. Rồi ok. Đó, các bạn theo dõi nhé. Rồi mình bật được cái phần còn lại, cái phần hồi nãy mình ẩn đi, mình liên kết là bằng lệnh clip nha, mà liên kết nó lại các bạn sẽ là lệnh fillet, mình bo lại cho nó nha các bạn. Sau khi bo xong là dùng lệnh 3 tầng, nó thành một cái hoàn thiện thành một cái vòng kín luôn. Chọn phần body ha, rồi ok chọn cho nó, rồi xong theo chúng ta liên kết nó lại nít nhé, liên kết nó lại. Sau khi đã liên kết xong dùng lệnh fillet, chúng ta sẽ bo lại cho nó nha. Ok, nó sẽ bo lại rồi, ok ha. Rồi xong. Tiếp theo mình vẽ thêm hai cái mặt phẳng để làm phần đầu, phần đáy của nó nha các bạn ha. Mình hy vọng kênh YouTube của mình mang lại cho các bạn sự bổ ích. Nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình với nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Khi mình đã chút xong rồi đó, mình dùng lệnh trim ha, mình cắt cái phần đầu đi, mình tạo phần đáy và phần miệng của nó chứ. Đó, ok, mình cắt nó đi nè. Làm tương tự với lại phần đáy cũng vậy nha các bạn ha. Ok, chọn chế độ nhiều đối tượng ha, mình bỏ cái phần không cần thiết đi. Sau khi đã cắt xong thì lệnh thích cần ha, liên kết nó lại chứ, liên kết sẵn rồi các bạn ơi, cái lệnh này liên kết sẵn luôn rồi, mình cắt đầu cắt đuôi liên kết sẵn luôn rồi. Ok, mình fillet cho nó bo lại khúc đáy nha các bạn. Rồi ok, mình thì lệnh thích cần ha, thích cần cái này nó có cái nhược điểm, nó chỉ tạo được 0.5 thôi, không biết vì sao không tạo được 1 nha các bạn, 0.5 thôi. Rồi ok, bấm ok nhé. Rồi nó báo nó bó lỗi rồi, ok ha, đó là xong các bạn ha. Rồi với các bạn ở đây nhé, các bạn ở những cái video tiếp theo nha. Rồi ok ha, quan sát vật mẫu nha các bạn ơi.